con đưa về mua bánh kem cho mấy con. Tự nhiên cái Út không tưởng đâu chưa gì hết. Nhưng mà mình cũng cầu ké được mà. Cái Út vậy chụp hình nhìn lên cường cái coi kệ nó mình ké đi ha. Thôi ăn đi chụp rồi. Nó biết cái đừng vậy đó. Nó biết cái đừng nó là nó không phải của nó, nó không phải của nó. Nãy con cầu nguyện xong rồi hả? Dạ. Đừng nói cầu. Chụp hình cho quậy với là con môi qua tồ đó. Ừ. Ngước lên coi nhìn cái coi.
Nhìn nó đâu quen. Chụp nè. Hả? Rồi Bi xích vô chụp luôn với kìa con. Xích vô ngay chỗ bà quậy rồi. Thấy bà. Đưa đứng vô. Anh qua đứng cái nào đi đi. Cái bụng quá.